Safran đưa tin, đêm ngày 1 tháng 10, lực lượng vũ trang Nga đã phát động một đợt tấn công khác nhằm vào các vùng hậu phương của Ukraine. Các vụ nổ rên vang khắp đất nước, bao gồm các vùng Poltava, Cherkasy, Kirovograd, Mykolaiv, các nơi ẩn náu của lực lượng dự bị Ukraine ở các vùng biên giới Sumy và Kharkiv cũng bị tấn công. Một trong những cuộc tấn công chính xác của Nga đã phá hủy một đội quân của Ukraine. Đây là cuộc tấn công thứ ba của Nga vào các đoàn tàu quân sự và cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine trong những ngày gần đây. Ở cuộc tấn công mới nhất, Tornado S MLRS của Nga đã tấn công nhà ga xe lửa Udarnaya, nằm ở ngoại ô phía tây nam của Pokrovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn lớn trong khu vực. Các báo cáo địa phương cho biết cuộc tấn công đã diễn ra tại địa điểm nơi nhiên liệu được vận chuyển từ tàu hỏa các cảnh quay được ghi lại xác nhận việc đoàn tàu chở nhiên liệu đã bị phá hủy. Kết quả, ba thùng nhiên liệu diesel bốc cháy, ít nhất 4 xe chở nhiên liệu đã bị phá hủy, cơ sở hạ tầng đường sắt cũng bị hư hại nặng nề trong khu vực, đặc biệt trạm biến áp điện địa phương nơi cung cấp điện cho giao thông đường sắt và các khu định cư xung quanh đã bị hư hại. Quân đội Ukraine buộc phải triển khai các đội chữa cháy để khắc phục hậu quả các cuộc tấn công vào nhà ga đường sắt đã gây thiệt hại nặng nề cho hậu cần quân sự của Ukraine trên toàn bộ mặt trận. Thành phố Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng ở miền đông Ukraine, do đó quân đội Nga đang từng bước tiến công, nỗ lực để giành quyền kiểm soát tại đây. Một trong những mục tiêu của chiến dịch là lực lượng dự bị và thiết bị quân sự của Ukraine trong khu vực. Theo báo cáo, đội quân của Ukraine bị tiêu diệt theo hướng Nam Ukleda, nhân liệu bị phá hủy, đang trên đường vận chuyển để cung cấp cho lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Ukraine. Lực lượng đang vội vã tăng cường các tuyến phòng thủ mới ở phía tây bắc thành phố Ukleda. Hiện tại, Tổng thống Volodymyr Zelensky và quân đội Ukraine không bình luận về tình hình ở Ukleda. Chưa rõ lực lượng Nga đã kiểm soát bao nhiêu phần của thành phố, được mệnh danh là pháo đài ở tỉnh Donetsk này. Kênh Telegram Tiba cho biết các nhóm quân Ukraine có thể vẫn bám trụ trong thành phố Upleda. Tuy nhiên, video được các kênh Telegram của Nga công bố cho thấy quân nhân nước này cắm cờ trên những tòa nhà bị hư hại ở Upleda. Hãng thông tấn TASS cũng đưa tin quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các khu vực phía Nam, phía Tây và phía Đông của Upleda, thành phố thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DPA tự xưng. Ukraine chỉ nắm giữ phần phía bắc của thành phố. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao trong chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, cho biết. Với địa hình cao và vị trí gần hai mặt trận chính, Ukleda có vai trò quan trọng trong phòng tuyến Ukraine ở tây nam Donetsk, cho phép lực lượng phòng thủ kiểm soát khu vực rộng lớn xung quanh, ngăn các đơn vị Nga thọc sườn hàng loạt thành phố trọng yếu và không thể dùng tuyến đường sắt Donetsk-Volnovakha cho mục đích quân sự. Theo New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã về nước sau chuyến thăm tới Mỹ vào cuối tháng 9. Ông Zelensky mang về gói viện trợ mới từ Mỹ, nhưng cũng đối mặt với các thách thức lớn trên chiến trường khi Nga tiến công như vũ bão trên nhiều mặt trận miền Đông. Cụ thể, quân Nga tranh thủ tổ chức tiến công dồn dập, kiểm soát thêm nhiều làng mạc và khép chặt vòng vây quanh thị trấn thèn chốt Pokrov. Nga đồng thời cũng duy trì hoạt động không kích cơ sở hạ tầng nói chung và cơ sở hạ tầng ngành năng lượng nói riêng của Ukraine ở nhiều thành phố lớn. Ukraine đã cố gắng đáp trả bằng cách tập kích vào các kho vũ khí nằm trong lãnh thổ Nga nhằm phá rối hậu cần đối phương. Tuy nhiên, Ukraine hiện chỉ có thể trông chờ vào các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV tầm xa và các tên lửa do nước này tự sản xuất. Trong bài phát biểu vào ngày 30 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang phải đối mặt với tình hình rất thách thức ở tiền tuyến và các lực lượng Ukraine phải làm mọi thứ có thể trong giai đoạn mùa thu. Tình hình hiện nay rất thách thức. Điều quan trọng nhất là gây sức ép lên Nga bằng mọi biện pháp và công cụ sẵn có để đạt được mục tiêu về một nền hòa bình thực sự và công bằng cho Ukraine và toàn thể người dân chúng ta càng sớm càng tốt. Ông Zelensky nói. Tình hình dường như u ám hơn nữa với Ukraine khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, vừa thông báo với báo chí rằng Washington không có năng lực nhiệm màu nào có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện của cuộc xung đột vũ trang với Nga. Ông Miller cho biết. Mỹ đã xem xét hết mọi năng lực, mọi chiến thuật và tổng cộng tất cả mọi sự ủng hộ mà nước này dành cho Ukraine. Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu mới nhất cũng nhấn mạnh cuộc họp cấp lãnh đạo sắp tới của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, Ramstein tại Đức vào cuối tháng này có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình tương lai của cuộc xung đột với Nga. Đây sẽ là một Ramstein đặc biệt và các đối tác của chúng tôi sẽ nhận được mọi thông tin chi tiết và lập luận từ phía chúng tôi về cách đảm bảo kết quả trong những tháng tới cả trên mặt trận và trong công tác ngoại giao. Sức mạnh quân sự và sức mạnh ngoại giao luôn hiệu quả khi kết hợp cùng nhau, và đây chính xác là kế hoạch của chúng ta. Đây chính xác là cách chúng ta nên thực hiện kế hoạch chiến thắng, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng mong đợi những hành động cụ thể từ các đối tác để củng cố chiến lược của mình. Điều này áp dụng cho tất cả các đối tác của Ukraine. Ông nhấn mạnh sức mạnh của Ukraine nằm ở chỗ thế giới tự do đang tự bảo vệ mình. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 30 tháng 9 tuyên bố nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã khai hỏa vũ khí, phá hủy lựu pháo của Ukraine trong chiến dịch tấn công tại tỉnh Kurs. Các quân nhân của nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một vị trí đặt lựu pháo D-30 ngụy trang của quân đội Ukraine tại một vành đai rừng trong quá trình trinh sát một khu vực biên giới của tỉnh Kurs. Sau khi phân tích dữ liệu trinh sát thu được, một quyết định đã được đưa ra là tấn công vào lựu pháo của đối phương Lựu pháo D-30 của Ukraine đã bị phá hủy do chúng đạn pháo lan xét. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trực thăng Ka-52M đã được xuất kích để tấn công lực lượng Ukraine gần biên giới ở vùng Kursk. Các kiếp lái trực thăng Ka-52M đã tấn công quân nhân Ukraine và xe bọc thép quân sự bằng tên lửa trên không gần biên giới vùng Kursk. Các cuộc tấn công vào các mục tiêu của đối phương vốn bị phát hiện trước đó đã được thực hiện bằng tên lửa trên không. Sau khi sử dụng vũ khí trên không, các kiếp lái đã thực hiện một cuộc tấn công chống tên lửa, thả bẫy nhiệt và quay trở lại căn cứ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Theo báo cáo của quân đội Nga, các quân nhân Ukraine đã bị hạ gục và xe bọc thép quân sự đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, trong chiến dịch Kursk, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương về phía Lyubimovka và Plekhovo và ngăn chặn các nỗ lực tấn công Onkovka và Kamyshevka nga cũng đã đẩy lùi năm nỗ lực đột phá biên giới của ukraine về phía noviput ngoài ra các đơn vị của nhóm tác chiến phía bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của ukraine gần các khu vực Liubimovka, darino noviput nikolayevo darino và plekovo các địa điểm tập trung quân nhân và vũ khí của ukraine ở kursk cũng bị tấn công hàng loạt Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong ngày 30 tháng 9, Ukraine đã mất 350 quân nhân, 8 xe bọc thép và 4 tổ hợp pháo trong chiến dịch Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới Kursk, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 18.900 quân nhân, 133 xe tăng, 65 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 856 xe chiến đấu bọc thép, 562 phương tiện, 150 khẩu pháo, 33 tổ hợp pháo phóng loạt, 38 hệ thống radar, 19 thiết bị kỹ thuật, cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang nga chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ác thiếu tướng apti Alaudinov tuyên bố quân đội nga đang giải phóng tỉnh kurs một cách có hệ thống quét sạch quân nhân ukraine khỏi khu vực này tình hình đang được kiểm soát chúng tôi đang từ từ đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ của mình chúng tôi đang từ từ quét sạch khu vực kurs phá hủy các nguồn lực của đối phương tướng nga nhấn mạnh Trước đó, tướng Alaudinov Al xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng này cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát 100 khu định cư ở khu vực Kursk trên diện tích hơn 1.300 km vuông. trong khi đó Nga tuyên bố đã giành lại một số ngôi làng trong cuộc phản công ở Kursk. Tổng thống Zelensky ước tính Nga đã điều động khoảng 40.000 lính đến Kursk để phản công đẩy lùi lực lượng Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đội pháo D-20 của lực lượng dù đã tiêu diệt nơi tập trung nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới của khu vực Kursk. Bộ này lưu ý rằng các đơn vị pháo binh thuộc một trong những đội hình trên không của nhóm quân Siver hàng ngày thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các vật thể, vị trí xe bọc thép và nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Các đơn vị UAV phát hiện địch đã cố thủ tại một trong các đồn điện rừng dọc đường đang bố trí vị trí và lên kế hoạch hành động tiếp theo. Vành đai rừng và với sự hỗ trợ của việc điều chỉnh máy bay không người lái trinh sát đã thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo vào các mục tiêu. Nhờ sự phối hợp của các tổ lái, lòng dũng cảm và tinh thần anh dũng của các lính dù pháo binh, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành và quân địch đã bị tiêu diệt, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý trong các nhiệm vụ chiến đấu loại đạn phân mảnh có sức nổ cao được sử dụng giúp có thể gây sát thương hỏa lực tối đa cho nhân sự của lực lượng vũ trang ukraine bất cứ mục tiêu nào chúng tôi nhìn thấy chúng tôi đều nhắm đến có một người điều khiển quan sát sẽ điều chỉnh cho chúng tôi sau mỗi lần bắn xạ thủ có biệt danh là katos cho biết Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ ở vùng Kursk. Bước tiến của họ đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiếp cận biên giới quốc gia như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin vào ngày 29 tháng 9 trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, địch đã tổn thất hơn 18,5 nghìn quân nhân và 133 xe tăng tổng thống nga tuyên bố rằng ukraine đã thực hiện một hành động khiêu khích và đang bắn bờ bãi kể cả vào các mục tiêu dân sự ông putin cho rằng kiev sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng mọi mục tiêu mà nga đặt ra sẽ đạt được Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 29 tháng 9, một phi hành đoàn trực thăng MI-28NM của Nga tổ chức tấn công và thành công tiêu diệt nhân lực cũng như là xe bọc thép của lực lượng Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, một phi hành đoàn không quân điều khiển trực thăng MI-28NM đã thực hiện một cuộc không kích vào một nhóm quân đội và xe bọc thép tập trung của một đơn vị Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kurs. Theo dữ liệu trinh sát, lực lượng và xe bọc thép của đối phương bị phát hiện là đã bị tiêu diệt. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời lưu ý rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa trên không nhằm vào các mục tiêu Ukraine đã được trinh sát xác định trước đó. Sau khi sử dụng vũ khí hàng không, phi hành đoàn MI-28NM đã trở về địa điểm khởi hành một cách an toàn. MI-28NM được mệnh danh là thợ săn đêm, là trực thăng tấn công được thiết kế để tìm kiếm, tiêu diệt xe bọc thép, mục tiêu trên không và nhân lực của đối phương. Trực thăng này có chiều dài là 17,01m, chiều dài cánh quạt trên đô tô là 8,6m, chiều cao 3,82m, trọng lượng rỗng đạt gần 8,1 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 10,4 tấn. Được trang bị hai động cơ cánh quạt là Klimov TV3 117 VMA với công suất là 1.950 mã lực một chiếc. Vì vậy, MI-28NM có thể bay với vận tốc tối đa 300 km h và tầm hoạt động lên tới 1.100 km. MI-28NM có thể mang theo một pháo Sipunov 2A42 cỡ nòng 30mm với 250 viên đạn, bốn giá treo vũ khí ở hai bên cánh, dành cho tên lửa chống tăng không đối đất, Atakave, tên lửa không đối không, Iklave hệ thống phóng rocket S-13 cỡ 122mm hoặc hai thùng súng máy UPK-23 tùy theo nhiệm vụ tổ lái được giao. Về tình hình giao tranh ở Kursk, theo dữ liệu mới nhất từ mặt trận, lệnh tạm dừng hoạt động theo hướng Kursk đã kết thúc. Nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cho hay lực lượng Nga đã tiếp tục các hoạt động chiến đấu tích cực ở khu vực Kluskovo nhằm đẩy Ukraine ra khỏi biên giới quốc gia. Các cuộc giao tranh đang diễn ra với cường độ cao và quân đội Nga đã giải phóng được một số khu định cư quan trọng về mặt chiến lược. Trong những ngày gần đây, Nga đã giành lại vùng ngoại ô của làng Medvedia và các lực lượng Ukraine đã bị đẩy ra khỏi khu định cư Krasnoutyapskoye. Theo ông Yuri Podolyaka, đơn vị đồn trú của Ukraine ở Novibut đang trong tình thế cực kỳ khó khăn. Máy bay không người lái của Nga kiểm soát nguồn cung cấp cho quân đội Ukraine. Điều này thực tế là tước đi cơ hội tiếp viện hoặc tiếp tế của đối phương. Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút lui khỏi Noviput mà không có cuộc tấn công trực tiếp do thiếu nguồn lực. Ngày 29 tháng 9, theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga đăng video cho hay một cường kích ném bom Su-34 của Nga đã tiêu diệt cứ điểm và lực lượng Ukraine ở Tinkus. Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng cũng cho hay trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị của nhóm lực lượng phía Bắc đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine theo hướng các khu định cư Liubimovka, Bimovka, và Plekovo, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực tấn công theo hướng Olgovka và Pogrebki. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine có tới 60 người thiệt mạng và bị thương, mất hai xe chiến đấu bọc thép và một ô tô. Các đơn vị của nhóm quân phía Bắc tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công và đánh bại đội hình của 10 lữ đoàn Ukraine trong khu vực các khu định cư Liubimovka, Dadino, Noviput, Nikolaevo, Dadino và Plekovo. Trong ngày 29 tháng 9, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Coss lên tới hơn 400 quân nhân, 9 đơn vị xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng và 8 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu pháo, 1 bệ phóng R70 ER Vampire MLRS do xét sản xuất và 9 ô tô. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga vào đầu tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 18.560 quân, 133 xe tăng, 64 xe chiến đấu bộ binh, 97 xe bọc thép chở quân, 850 xe chiến đấu bọc thép và 550 xe khác. Ngoài ra, Ukraine còn mất 146 khẩu pháo, 32 bệ phóng MLRS, trong đó có 8 HIMARS và 1 MLRS do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không, 5 phương tiện vận tải, 38 trạm tác chiến điện tử, 9 đa đa phản pháo, 2 đa đa phòng không, 18 đơn vị kỹ thuật và các thiết bị khác, trong đó có 11 phương tiện gia phá kỹ thuật, một hệ thống gia phá bom mìn UR-77 và một phương tiện sửa chữa và phục hồi bọc thép. Vào ngày 6 tháng 8, Ukraine huy động lực lượng cơ giới đông đảo phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga dọc biên giới hai nước và di chuyển nhanh chóng qua các chiến hào của Moscow. Kết quả là Ukraine nhanh chóng tuyên bố giành được hơn 100 khu định cư trên lãnh thổ 1.300 km vuông của Nga ở Kursk. Ukraine đã nêu rõ lý do họ tấn công vào Kursk nhằm buộc Nga phải san sẻ bớt lực lượng từ mặt trận miền Đông, cũng như tạo ra lá bài đàm phán trong tương lai cho phía Kiev tuy nhiên theo force có một điều mà các chuyên gia phương tây đặt ra câu hỏi là vì sao ukraine lại có thể tiến nhanh trong giai đoạn đầu như vậy nga không thiếu quân cũng không thiếu vũ khí bảo vệ kurs vào thời điểm đó mà theo force là thiếu thông tin tình báo và khả năng hiệp đồng cản phá Tạp chí Mỹ dựa vào tấm bản đồ mà một binh sĩ Ukraine thu được từ phía Nga cho biết, một ngày trước khi Ukraine đưa quân vào Kursk, lực lượng đồn trú của Nga tại đây có 18 bệ phóng tên lửa BM-21, 98 khẩu pháo ống và 71 khẩu dung cối. Đó là một con số rất lớn, ưu thế về hỏa lực ở phía Nga. Một binh sĩ Ukraine có biệt danh là Krye Foucher bình luận. Theo Kri Eforcher, số khẩu pháo này nếu được triển khai đúng cách chống lại quân đội Ukraine thì chúng có thể đã ngăn chặn được với Kiev. Với sự phối hợp tốt, bạn có thể khiến bất kỳ đột phá nào vào Kursk gần như là không thể xảy ra, Kri Eforcher giải thích. Tuy nhiên, số pháo này đã không được triển khai đúng cách. Theo Forge, vấn đề chính dường như nằm ở hoạt động tình báo của Nga. Phía Moscow dường như tin rằng Ukraine sẽ không bao giờ tấn công xuyên biên giới qua Kursk. Ukraine đang chật vật vì thiếu vũ khí trên 1.000 km tiền tuyến và bị lép vế ở nhiều khu vực miền đông. Vì vậy, Nga có thể đã tin rằng Ukraine sẽ không tiếp tục chia nhỏ lực lượng ra để tấn công vào Kursk. Đó là lý do mà Nga trở tay không kịp khi Ukraine tấn công bất ngờ. Thật đáng tiếc, nhóm lực lượng bảo vệ biên giới không có nguồn lực tình báo riêng. Andrei Kudulev, một vị tướng Nga đã nghỉ hưu và là thành viên của Hạ viện Quốc hội Nga, viết trên mạng xã hội. Vì vậy, các bệ phóng, súng và súng cối không được đưa vào tình trạng ngắm bắn và sẵn sàng khai hỏa ở các tuyến đường mà thiết giáp Ukraine có khả năng đi vào, chứ chưa nói đến ngăn chặn kịp thời đa tiến của những xe bọc thép này. Fosh nhận định, trong giai đoạn đầu của chiến dịch Kursk, Ukraine di chuyển nhanh hơn so với khả năng thích ứng của pháo binh Nga. Thêm vào đó, việc quân đội Ukraine gây nhiễu liên lạc vô tuyến, sử dụng máy bay không người lái và bắn HIMARS đã khiến cho pháo binh Nga không kịp phản ứng một cách hiệu quả. Trong một cuộc chiến mà các cuộc đối đầu dai dẳng trên chiến hào xảy ra thường xuyên, Ukraine đã phát huy lợi thế nhờ tấn công bất ngờ, nhanh trước khi Nga kịp trở tay. Chuyên gia Michael West và nhà phân tích James Russon nhận định trong những giờ và ngày đầu của cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine đã có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Tóm lại, theo Fox, trong giai đoạn đầu, quân đội Nga có hỏa lực để bảo vệ Kursk nhưng không có đủ tin tình báo hoặc sự phối hợp cần thiết và Ukraine đã chấp thời cơ để tiến lên. Vấn đề là, sau thời gian đầu đối mặt với thách thức, Nga đã đưa quân và hỏa lực tới Kursk và đà tiến của Ukraine gần như là chậm lại. Kiev giờ đây đang tích cực đào hào và tìm cách tấn công thêm vào các khu vực khác dọc biên giới hai nước. Khi lợi thế ban đầu đã hết, Ukraine giờ đây phải đối mặt với câu hỏi rằng họ sẽ duy trì lực lượng bảo vệ Kursk đến lúc nào khi tại Donetsk các thành trì hậu cần của họ đang lung lay nghiêm trọng do Nga siết thế gọng kìm. Liệu Ukraine có chấp nhận được việc mất đi các khu vực chiến lược ở Donbass để bảo vệ hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga ở Kursk mà họ đã vất vả giành được hay không? Vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, một lực lượng cơ giới mạnh của Ukraine trong thùng phong tuyến Nga nằm ở biên giới hai nước. Quân đội Ukraine khi ấy nhanh chóng vượt qua chiến hào Nga và chiếm được khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ Nga tại tỉnh Kurs của nước này, gây ngỡ ngàng cho dư luận thế giới. Động cơ Ukraine tiến hành cuộc đột kích trên khá phức tạp, kỳ ép muốn thay đổi tiến trình xung đột Nga-Ukraine, ép Moscow chuyển bớt lực lượng tinh nhuệ khỏi miền Đông và miền Nam Ukraine. Ngoài ra, Kiev cũng tính rằng khu vực họ chiếm được bên trong tỉnh Kursk có thể dùng làm lá bài mặc cả trong các cuộc thương lượng với Điện Kremlin trong tương lai. Sau gần hai tháng đã có thêm nhiều thông tin giải mã, những bí ẩn trong cuộc đột kích này. Ban đầu, người ta cho rằng là lực lượng phòng thủ của Nga tại đây khá mỏng nên Ukraine mới dễ dàng đột kích như vậy. Nhưng theo các khái lộ mới, còn có yếu tố quan trọng hơn đó là Nga thiếu đi thông tin tình báo và thiếu sự phối hợp nhồn nhuyễn tại mặt trận này. Tấm bản đồ mà lính Ukraine thu được của một người lính Nga đã giải thích câu chuyện thành công của Ukraine. Theo bản đồ này, vào ngày nay, trước khi những người lính Ukraine đầu tiên chọc thùng phòng tuyến Nga tại tỉnh biên giới Kurs, lực lượng Nga đồn trú tại đây có tới 18 bệ phóng phản lực BM-21, 98 khẩu pháo nòng và 71 súng cối thế nhưng hệ thống pháo của nga tại kursk khi ấy đã không được triển khai hợp lý phần nhiều là do phía nga thiếu thông tin tình báo và do nga mặc định rằng phía ukraine sẽ không dám vượt biên giới để đánh vào kursk